Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hiện nay Công Trần đang tiếp tục đi theo người cha của bé gái 15 tuổi đã được Công Trần cùng anh em nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải đã cứu giúp ở tại bến xe miền Đông. Thì trong những ngày vừa qua thì hiện nay thì bến xe miền Đông thời gian vừa rồi thì giao cho công an phường 26 quận Bình Thạnh tiếp nhận thông tin. Về sau đã chuyển vụ việc lên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Hiện nay là ngày thứ ba rồi. Thì theo như thông tin gia đình chia sẻ thì hiện nay thì gia đình vẫn chưa biết thông tin gì về bé gái, về con của mình hiện nay đang trông cao công an sức khỏe tình trạng như thế nào. Vì vậy cho nên là hôm nay thì Công Trần tiếp tục hỗ trợ người cha để lên gặp con để xem thông tin xem bé gái con của mình trong những ngày tháng vừa qua sức khỏe có ổn hay không. Kính mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Thì hôm nay nhân đây thì Công Trần cũng xin bổ sung thêm cái thông tin. Cái video ngày hôm qua thì Công Trần giải cứu một bé gái 17 tuổi rưỡi thì cũng tại Bình Dương. Cái vụ việc ấy tại sao mà hẹn giờ công chiếu là 19 giờ hôm nay sẽ công chiếu, nhưng mà tại sao mà video đó sẽ, đã bị khóa lại? Vì rất nhiều lý do cho nên là Công Trần cũng không thể tiện nói ra đây được. Hy vọng trong thời gian tới thì Công Trần sẽ công bố cái clip công khai cái đó, là cái vụ giải cứu bé gái 18 tuổi ngày hôm qua, 17 tuổi rưỡi ngày hôm qua, là phải chuộc những đối tượng bắt phải chuộc tới 72 triệu các bạn. Vụ việc này còn rất nghiêm trọng, có thể là liên quan rất nhiều đường dây các bạn. Kính mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé. Em đưa hai này đi đâu? Đi đâu đó? Anh đưa đâu? Đưa đâu? Tôi em đi đâu? Anh à. Đưa Hà Nội chi? Em mới đi làm đây do. Làm gì đưa Hà Nội chi? Ngọc Mai. Con bao tuổi? Cứ hỏi luôn hỏi em mới 15. Em 15. 15 tuổi. Dạ. Rồi nhà con ở đâu? Dạ ở An Giang. Hai này đây. Nhà con ở đâu? Dạ An Giang. Rồi con bị tình trạng bán làm sao? Nó là đưa em về Hà Nội cho em làm quán cà ga. Làm gì? Bán em về Hà Nội cho em làm cà ga. Làm cà ga đúng không? Bán bao nhiêu tiền? Dạ 53 triệu. Bán 53 triệu. Bán 53 triệu phải không? Rồi. Bé gái này con tên là gì? Em tên Trần. Con tên gì? Trần. Trần con bao nhiêu tuổi rồi? Con nhiêu tuổi rồi? Em 18 tuổi. Dắt đây coi chừng nó chạy nhá. Chạy. Em cứ chạy rồi. Em này lên đây. Con đâu. Em lên đây. Rồi, chờ. Dạ Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước. Thì cái vụ việc bé gái 14 tuổi là bé Mai trong thời gian vừa rồi thì đã được anh em hiệp sĩ, trong đó có Công Trần, đã giải cứu được trong bến xe miền Đông. Theo như tất cả các nguồn tin được biết thì bé gái này đang bị một số đối tượng buôn bán người chuyên nghiệp có thể là đưa ra ngoài Hà Nội để bán sang Trung Quốc các bạn. Thì vụ việc đã được giao cho công an phường 26 quận Bình Thạnh tiếp nhận thông tin. Và hiện nay thì phường 26 quận Bình Thạnh tiếp nhận thông tin và hiện nay thì đưa cho để giao cho bên điều tra tổng hợp ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thì hiện nay thì trong đến giờ phút này là cũng 3 ngày rồi mà bé Mai này 14 tuổi đầu cũng 14 tuổi hiện nay thì cũng chưa được gặp với gia đình. Gia đình thì cũng lên đây là ba bé Mai lên đây thì cũng rất nhiều lần và cũng tìm kiếm thông tin để muốn gặp người con của mình xem hiện nay sức khỏe tình trạng làm sao vậy, bởi vì bản thân bé là bé cũng bị bệnh tim cho nên rất yếu ớt, cho nhiều khi là nhìn cũng rất tội các bạn. Thì người ba là cũng rất tội nghiệp, thì bắt xe lên từ An Giang về đây cũng 7-8 tiếng đồng hồ để mong muốn để được gặp con, để trò chuyện với con một vài phút giây. Nhưng hiện nay thì cơ quan công an ở đây cũng chưa cho gặp, hiện nay thì lấy cũng vô hỏi. Nhưng mà hiện nay người ta nói là 2-3 ngày nữa thì có thể mới gặp được, hoặc có thể điều tra mới xong được. Bởi vì vụ việc này có thể là rất vô cùng phức tạp. Thì đây là người cha nhìn rất tội nghiệp, hồi nãy đi thì còn tuột mất dép, hiện nay thì không còn dép để đi nữa, mọi người thấy không ạ? Đó, hiện nay dép không còn, chuẩn bị lại tiếp tục đi chân đất từ đây về bắt xe về từ An Giang. Đó, có thể là đến nửa đêm hoặc gần sáng thì mới tới nơi, bởi vì bắt xe đò. Đó,
Đây là người cha, nhìn là tội nghiệp không, khắc khổ, mọi người thấy không ạ? Đây là vì tất cả vì con, con đã đi và đã bị lừa thất lạc đến nay là một tháng hơn rồi các bạn. Hiện nay thì biết được cái thông tin là người con đã được anh em hiệp sĩ và cùng mấy nhóm công trần đã giải cứu trong thời gian vừa qua rồi. Từ đây bây giờ thì mình có thể là trò chuyện với anh nhé. Dạ em chào anh. Dạ. Rồi anh có thể anh nói lại cái câu chuyện con của anh đi từ ngày nào và thời điểm nào và đến giờ phút này là bao nhiêu ngày, và hiện nay thì như thế nào, gia đình có lo lắng hay không, thì anh có thể anh chia sẻ cái câu chuyện này. Dạ, xin cảm ơn anh Công Thành, cộng đồng mạng, cảm ơn với tất cả quý bà con xem trong cái nick Nido của tôi, cha của bé Võ Thị Ngọc Mai, sinh 2008, mới 14 tuổi, quê quán nơi xã Hòa Bình Thạnh, ấp Hòa Thành, Châu Thành, An Giang. Sao thấy cháu nó thấy về hoàn cảnh gia đình cũng khổ, cháu nó đi làm ăn, nhưng mà thật chất ra là tôi thấy cha mẹ thấy cháu bé nó còn nhỏ quá, 14 tuổi không thể nào cho cháu đi được, nhưng mà cháu thấy vì hoàn cảnh của cha của mình quá cực khổ hơn nữa, em nó còn nhỏ không có thể nào để mà lo, nhìn một người cha lo kiếm tiền lo đầy đủ có sữa cho em nó bú thêm, thành ra nó vì cái chỗ nó trốn tránh ra đi, một ngày nó trốn tránh cha mẹ ra đi không có hay tới chừng hay biết được, thì nó điện về mẹ nó, trong lúc nó mắc thì mẹ nó điện cho nó không bắt máy, mà trong thời gian khoảng 8 giờ tối nó điện về, nó nói là tới năm Tân Nguyên nó phụ quán ăn, thì trong lúc đó cha mẹ cũng hay là như vậy, mà mỗi lần cha mẹ điện số nó thì không người nào mà liên lạc được, nhưng mà trong cái thời gian nó lên Facebook nó điện về cho tôi thấy con nó tuổi nó khóc, rồi tôi cũng không biết nữa, nó làm sao cầm lòng cũng không đậu, nó với bà con một người cha người mẹ mất đi một đứa con, tôi thấy đau khổ. Mà từ trong cái lúc đó, nghe tin con khóc đó, ba tôi là người cha nó nói con cái nỗi buồn là con khóc, con nói thật với ba đi, cái chỗ con bán đó, nơi chỗ mà con làm ăn đó, bán quán ăn đó, cái thương hiệu cái tên là gì nó không có cho biết cái tên, nó nói ba mẹ lên đây không có chỗ ở, nó ba mẹ lên gặp con là điều quý rồi, mừng rồi, biết chỗ ở con thôi, ba mẹ mướn nhà trọ, ba mẹ về, nó có nói với tôi là gì nó không cho lên chỗ ở, thì trong lúc đó nó đã bị bọn gian ác bắt nhốt rồi đó quý bà con. Nhưng mà tại con tôi nói giấu, thì trong thời gian đưa nó đi 2-3 trung gian gì đó, sau khi đến bến xe miền Đông ở quận Bình Thạnh, nghe đối diện với công an phường 26, thì nó được biết cái nick của hiệp sĩ, đội hiệp sĩ anh Hải ở Bình Dương. Và nó có nhắn tin đội hiệp sĩ anh Hải Bình Dương giải cứu cho nó. Thì trong cái lúc đó nó đội giải cứu của anh Hải mới nói rằng con hiện giờ ở đâu, nói con tới xe bến xe Bình Dương rồi, ở bến xe miền Đông rồi chú ơi. Thì trong lúc đó nó là anh Hải bị gì nó qua phường 26, là tôi lên trên đó trong lúc đó là 2 ngày. Thì trong cái thời gian đó là trò chuyện với con, hỏi tại sao nguyên nhân nào mà chú Hải lại được biết con là được biết chú Hải, nó con có con cái nít của chú Hải được biết rồi con nhắn tin cho chú Hải. Thì con nói rằng là chú Hải nói với con rất bình tĩnh đi, đừng lộ vẻ cho nó biết. Thì trong cái thời gian như vậy thì tôi mới hỏi con tiếp, tôi nói vậy là con làm sao mà con biết được, con nhắn tin chú Hải biết được nguyên nhân nào mà lại chỗ con lên xe. Nó nói trong lúc đó đó, cái thằng quản lý đó nó là nó mua vé xe đưa cho tụi con đi. Con lại hỏi chú bảo vệ, thì trong thời gian hỏi chú bảo vệ cho biết được cái bản số xe và màu xe. Con mới lại con chụp hình và chụp hình bản số xe đưa cho gỡ qua cho chú Hải. Đó là lời con tôi nói sao, tôi cũng kể là như vậy. Nhưng mà trong lúc tôi lên, nếu quý bà con biết không, từ miền Tây lên đây vất vả. Mà ở công an phường 26 nó báo về địa phương, thì trong lúc đó công an phường 26 nó đã nói thôi bây giờ anh sắp xếp gia đình để mà nhận con về. Tôi ở đó như vậy là 2 ngày một đêm, thì trong cái thời gian báo gì tôi lên như vậy là 3 giờ mấy là tôi đến công an phường 26, nó kêu anh kiếm chỗ nghỉ đi, sáng là giải quyết bảo lãnh cho con anh về. Thì qua cái một ngày đó ngủ là một đêm, qua ngày sau tôi mới hỏi anh em ở trong đó, thì anh em trong đó nó an tâm thì chưa giải quyết cho anh về. Thì chiều tối là mới đưa công an qua công an quận 12 ở thành phố. Thì hiện nay tôi cũng vô để mà muốn gặp mặt con, nó nói qua công an điều tra tổng hợp để mà điều tra cho con. Nhưng mà tôi thấy không gặp mặt con, tôi cũng rất đau lòng. Tôi mong muốn làm sao các cấp chính quyền địa phương, công an thành phố xem cái nick
Mido này của tôi là một người cha rất đau khổ. Tôi mằng mướn cô bác thấy miền Đông lên đây nè mà dép nè đi dò không không nè, không có dép mang nữa, từ miền Tây lên miền Đông như vậy đó. Quý bà con thấy rất đau khổ cho tôi mong muốn làm sao các cấp chính quyền xét cho con tôi, có tuổi nó rất trẻ, mẹ nó ở nhà thì đau bệnh đó, mẹ nó ở nhà cũng không có thể nào mà yên được. Tôi mong muốn các cơ quan ban ngành, anh em, các lãnh đạo ở thành phố, các cấp chính quyền của thành phố xét cho con của tôi cho nó về nhà để mà nó giữ em nó, cho mẹ nó bớt đau khổ. Chứ thật ra gia đình nghèo thành ra con nó ra đi chứ tôi đâu, tôi làm cha làm mẹ thấy con nhỏ tuổi không có thể nào cho đi xa được. Thấy cái xã hội bây giờ phức tạp rất là nhiều, mua bán cho em rất là nhiều, mình bốn mắt làm cha mẹ mình cũng biết đó bà con. Tôi cũng nói thật với cô bác với bà con với các cấp chính quyền ở quận 12 xem được cái nít của tôi là cha của bé Võ Thị Ngọc Mai mới 14 tuổi thôi, nhưng mà thấy cha đau khổ đòi làm ăn là thật ra tôi không cho đi, nhưng mà lại nghĩ thấy em còn nhỏ, cha thì rất nghèo, đi mằng mướn sống không là mua thân cho mũ bể mua sữa cho em nó không đủ bú, thành ra nó kiếm việc làm tiếp. Tôi nói thật nhưng mà nhờ các anh em cơ quan ban ngành cùng anh em công an xem được cái nít này để mà giải quyết cho cháu Võ Thị Ngọc Mai nơi xã Hòa Bình Thạnh, ấp Hòa Thành, Châu Thành, An Giang cho con tôi để mà trở về với tôi. Bây giờ giờ lỡ đây á, hỏi thăm cho con gặp mặt ở trong quận 12 á, thì anh em không có cho gặp mặt, bây giờ đành phải về. Đó, mà trong thời gian á, về thì phải tốn xe, tốn tiền xe là mấy trăm ngàn lên, tốn mấy trăm ngàn mà cuộc sống hiện giờ là mướn không à. Cũng nói thật bà con thông cảm, các chính quyền thông cảm cho tôi. Hôm nay tôi cũng xin cảm ơn cộng đồng mạng cùng các cấp chính quyền anh em. Dạ. Hiện nay thì cái câu chuyện mà bé Võ Thị Hồng Mai là con của anh đã được em và cùng với tất cả các anh em trong nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương đã tức tốc gọi là chạy lên giải cứu tại bến xe Bình Đông và giao cho công an quận Bình Thạnh. Vì vậy cho nên công an Bình Thạnh hiện nay đã giao cho công an điều tra ở phòng tổng hợp ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy cho nên là hiện nay thì cái câu chuyện phải nói là vô cùng phức tạp, còn rất nhiều cái hệ lụy đằng sau, là rất nhiều băng nhóm đường dây phía sau, có lẽ là công an còn đang tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ để có thể là khởi tố vụ án, khởi tố hình sự cái vụ việc này. Thì anh cho em phép cho em hỏi thế này, trong những ngày vừa qua thì con anh đi đến giờ phút này là cũng trên dưới một tháng rồi, nhưng đến khi mà ai trong thời gian vừa rồi cách đây 3 ngày là ai là người báo tin cho anh là biết là con của anh được giải cứu ạ? Trong cái thời gian đó là báo tin đó là do nơi là công an phường 26 mới là giữ Võ Thị Ngọc Mai con của tôi đó anh. Yeah. Rồi công an phường 26 mới điều tra là con ở đâu, nó nói là An Giang, là huyện, xã, ấp. Rồi cho nên công an phường 26 mới điện dị dưới. Thì trong cái thời gian điện dị dưới đó là công an xã Quỳnh Thạnh lên đến gia đình tôi trong lúc đó khoảng 10 gần 11 giờ phia. Yeah. Mới cho tôi hay, thì trong thời gian đó cho hay nó ngay cũng không có tiền không bạc nữa. Thì yeah, thật để mà nói như vậy. Rồi mới qua bà xã mới qua mượn con nhỏ tiền nhỏ em. Yeah. Là cùng đi với thằng em vợ, nghe cháu nó gì cũng đau xót, tính lên bến xe Nguyện Nghĩa hai anh em đi để mà gửi nhà xe Nguyện Nghĩa. Cuối cùng đó, gần 11 giờ lên đó, 11 giờ rồi xe Nguyện Nghĩa không còn chạy, đi xe hữu hậu lên tại ngã tư Bình Phước. Thì thằng em vợ nó biết cái sống này mấy năm, nó biết, nó mới chở tôi thẳng vô công an phường 26 trong cái khoảng 3 giờ mấy. Thì công an phường nó để sáng tôi giải quyết cho anh. Yeah. Rồi cuối cùng lại không có giải quyết. Yeah. Hiện nay thì theo như công an ở đây thì lấy hai anh em đều vô đúng không? Để yeah, hỏi cái vụ việc bé Mai. Yeah. Là con gái của anh. Yeah. Sinh năm 2008. Yeah. Năm nay 14 tuổi, thì cái vụ việc này giải quyết như thế nào? Thì công an ở đây, những người trực ban ở đây người ta chia sẻ là có thể phải 2-3 ngày nữa quay lại, còn hiện nay thì không cho gặp. Bởi vì hiện nay là cái bên công an điều tra tổng hợp vẫn còn đang tiếp tục làm việc để củng cố hồ sơ. Thì anh cho em hỏi thế này, trong những ngày vừa qua thì khi anh phát hiện mà biết tin mà bé Mai đang bị giam giữ và đang bị có thể là bắt cóc ở trong những cái quán cà phê mua bán, thì gia đình có hoang mang hay không ạ? Cái thời điểm đó, trước đây ạ? Dạ, trong cái thời gian đó thì con mình không liên lạc được, mình cũng rất đau khổ lắm. Yeah. Cũng nói thật, mình cũng rất đau khổ vì con mình không có liên lạc được. Yeah. Mỗi khi hay tin con làm thì biết con nó làm, gặp mặt con là vui, mà không gặp mặt con điện cho con mà con không bắt máy. Yeah. Thì trong cái thời gian đó là đau khổ, mẹ nó cũng rơi nước mắt, rồi tôi cũng rơi nước mắt.
mà hàng đêm nó vậy là thật ra để mà mình nói cũng gian trái với ơn trên và có quyền gia hậu độ cho con của mình đi mà ăn bước ra xã hội cho kẻ mến người thương thanh tâm thường an lạc. Dạ. Thì thật ra để mà nói thì ngày hôm nay được tin là anh em hiệp sĩ của anh Hải thành phố với bà con thì trong cái lúc này đó, giấc sáng này thì hồi đêm ngày hôm qua thì tôi có đến công an quận 12 thì đưa cháu Mai qua công an quận 12 đó, công an quận 26 đưa cháu Mai qua công an quận 12 thì từ bên đó thật ra nào giờ tôi chưa lên đến thành phố, nhưng mà hôm nay tôi lên đến thành phố tôi cũng biết được nhiều chỗ và còn được biết với đội hiệp sĩ của anh Hải. Thì nhờ đội hiệp sĩ của anh Hải có kêu qua Bình Dương thì sáng này mới có 5 giờ qua Bình Dương. Đây mà chạy qua từ cái đoạn này mà chạy qua tới thằng cháu bên quận 7 khoảng 5-60 cây số không biết đường đi, nhưng mà hỏi thăm lần ngọ cháu ra nó đón ở bển 5 giờ sáng này chạy qua tới Bình Dương. Thì hôm nay thì anh cũng từ An Giang biết được thông tin con của mình hiện nay đang được giải cứu và hiện nay đang được cơ quan công an điều tra tổng hợp quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc. Vì vậy cho nên anh về Bình Dương và gặp anh em và trong đó là có anh Nguyễn Thanh Hải, thì em cũng trực tiếp là người đưa anh từ Bình Dương để lên quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp xúc và để mong muốn nhờ cơ quan ở đây gặp mặt bé Mai con của anh để xem cái tình hình sức khỏe của con anh như thế nào. Nhưng hiện nay thì vụ việc này có thể là ở đây người ta chưa cho gặp mặt, người ta hẹn là 2-3 ngày nữa thì thôi anh cũng cố gắng quay trở về An Giang giữ gìn sức khỏe. 2-3 ngày nữa nếu có thông tin ở đây cơ quan đấy người ta điều tra mà có thông tin thì anh tiếp tục anh về đây thì anh sẽ thông tin cho em để em thông báo cho cộng đồng mạng để cho cô chú anh chị và các bạn mọi người biết rõ cái câu chuyện này. Bởi vì hiện nay thì bé giờ phút này là thuộc dạng là an toàn rồi, nhưng gia đình vẫn rất lo lắng vì chưa được gặp mặt bé ha. Dạ. Yeah. Hơn nữa chân thành cảm ơn anh Công Thành đội hiệp sĩ ở Bình Dương cộng đồng mạng. Thì trong cái lúc mà tôi đến Bình Dương gặp cái đội hiệp sĩ của anh Hải thì anh Công Trần có đi đến tôi, đi với tôi qua bên công an quận 12. Thì với cái trường hợp cái điều này thật ra để mà nói, một là giải cứu con tôi tại bến xe miền Đông, đội hiệp sĩ của anh Hải và cùng các anh em trong đội. Thì đối với gia đình của tôi thật cả lẫn ông bà và anh chị em chúng tôi rất năn ơn và cảm ơn thật tình để mà nói. Nhưng mà hiện nay quý bà con của mình xem qua cái nick video này và cùng tôi cũng nhờ với các cấp chính quyền, lãnh đạo các cấp tỉnh thành xem qua cái nick này để mà thương xót cho hoàn cảnh gia đình của tôi. Thì hồi sớm bây giờ tôi cũng kể đó quý bà con nghe, từ miền Tây đến lên đến đây mà dép không có nè. Nhưng mà anh Công Trần là cộng đồng mạng bên đội hiệp sĩ đó thì anh thấy tôi cũng rất đau khổ, anh cũng tận tình để mà giúp cho tôi mà qua tới quận 12, coi như là không cho tôi gặp mặt con tôi. Nó là một đứa là vô tội mới 14 tuổi à, nó là nạn nhân chứ không phải là nó là một đứa gì hết trơn mà công an không cho thấy mặt. Tôi buồn dữ lắm, buồn nói chung là cái vụ việc này phải nói là cũng đến giờ phút này thì gia đình cũng thuộc dạng cũng rất may mắn rồi. Thì nhân đây thì em cũng xin chúc gia đình anh luôn luôn mạnh khỏe trong thời gian tới này, nếu mà bé Mai được trở về đoàn tụ với cùng gia đình, hy vọng là gia đình có một cái cách nào đó để dạy dỗ chỉ bảo bé, vì bé tuổi đời còn rất nhỏ, cũng chỉ vì là thương gia đình khó khăn cho nên bé đã rời nhà ra đi, nhưng không ngờ là bị một nhóm lừa đảo buôn bán người, phải nói là một cách rất tinh vi. Anh có lời nào muốn chia sẻ, muốn cảm ơn cộng đồng mạng đã theo dõi cái câu chuyện này không ạ? Cũng xin trước nhất cũng nói lên những lời xin cảm ơn trong cái đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương. Nói thật với quý cô bác, xem qua cái nick video này thì thật cái hồi nào giờ tôi cũng chưa từng đến Bình Dương mà chưa từng đến bước chân lên thành phố. Nhưng mà hôm nay con làm ăn xa đó thì do đội hiệp sĩ, nguyên nhân là cũng nhờ cái đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải Bình Dương và cùng anh Nguyễn Công Trần hôm nay được giải cứu con tôi. Thành ra hôm nay tôi lên đến đây, đến đất quê hương thành phố và tặng đến đội hiệp sĩ của anh Hải Bình Dương sáng này. Thì trưa này đó cũng nhờ anh Nguyễn Công Trần ở trong đội hiệp sĩ của anh Hải đến quận 12 gặp anh em công an lực lượng để mà cho tôi thấy mặt. Nhưng mà anh em nói là bây giờ nó nằm bên công an điều tra tổng hợp đang điều tra không có thể thấy mặt. Bây giờ cho tôi về miền Tây trong 2-3 ngày sau, nếu mà giải quyết được thì điện về địa phương cho tôi lên lãnh. Trước nhất tôi cũng xin cảm ơn cộng đồng mạng và cùng
cầu chúc cho anh em trong đội hiệp sĩ của anh Hải bình dương thanh tâm thường an lạc, được dồi dào sức khỏe, luôn luôn lúc nào thanh tâm thường an lạc, được dồi dào sức khỏe để lo cho bà con trong cái lúc hoạn nạn, để mà giải cứu cho những đứa trẻ em như con của tôi. Mà quý bà con nên nhớ cảnh giác giùm, không cho con mình để mà lên những cái nít mà Zalo hay là Facebook gì đó để mà kết bạn làm ăn. Hoàn cảnh cha mẹ khó khăn, mình đi làm ăn là xã hội bây giờ lừa đảo rất nhiều, mua bán cho em rất nhiều. Chẳng hạn như con của tôi thấy đau khổ lắm, quá cô bác thấy vậy tôi đau khổ. Hồi sáng này lên Bình Dương vậy đó, gặp cái đội hiệp sĩ của anh Hải, biết bao nhiêu bà con người ta nhờ anh Hải giải cứu, như hoàn cảnh của con tôi nó bị bắt cóc bán đi, nếu mà không có nhờ anh em và công trần cộng đồng mạng, các anh em cộng đồng phát giác được thì con tôi hiện giờ nó không biết ra sao. Chắc có lẽ tôi bổn phận làm cha làm mẹ vợ chồng tôi chết luôn, nhưng mà nhờ cũng là một cái, đó là một cái phước đức ông bà, một cái nhiễm phúc, và cùng được một cái đức ấy để lại cho con của tôi và anh em giải cứu kịp trong cái thời gian là tại bến xe miền Đông, ngang đối diện với công an phường 26, nhờ sát đó anh em bảo vệ này kia chụp tớ bắt được. Thành ra hôm nay tôi đến đây trước nhất xin cảm ơn tất cả trong đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải Bình Dương cùng anh công trần cộng đồng mạng. Luôn luôn lúc nào tôi cũng mong muốn quý bà con coi cái nít này nên cảnh giác cho con của mình. Đừng cho làm ăn xa. Rồi em cũng chúc anh cái chuyến đi này để trở về quê hương của mình một cách may mắn và mạnh khỏe. Hy vọng trong 2-3 ngày tới, hy vọng là công an ở đây sẽ thông tin cho con của anh về gia đình là như thế nào, tình hình sức khỏe, và có thể là được đưa cho con mình được trở về. Cảm ơn. Rất tội nghiệp với cô bác anh chị, một người cha. Cảm ơn quý bà con cô bác xem qua cái đoạn clip video này của tôi. Chân thành cảm ơn cô bác.